Sang mới tới hả Sang? Vụ gì? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Khoa. Ba phải nghĩ cho con bù tọt chứ, nó đâu sống trong môi trường này được. Cái môi trường này có cái vấn đề gì mà không được? Thằng chó! Thế tại sao hôm qua mày để nó đánh tao mà mày không cản? Tôi biết nó quýnh bà khi nào mà vô tôi cản. Mày thấy cái miệng con vợ mày hộn kiểu đó thì biết trước sau vậy nó cũng bị tán thôi. Phải theo anh mày, cái nghề của mày tao thấy nó lông bông quá. Nửa hút cứ ăn làm gì?